Trường tiểu học Trường Sa được khởi công xây dựng từ tháng 10 năm 2012 do Ủy ban Nhân dân huyện Trường Sa làm chủ đầu tư. Trường được xây dựng từ nguồn kinh phí của chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu do Quỹ học bổng Vừa A Dính phối hợp với Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh phát động. Vào ngày hôm qua 21 tháng 4, thì ngôi trường đã khánh thành, chính thức đón các em học sinh vào học. Quy mô công trình gồm 2 phòng học, 2 phòng công vụ, 1 phòng vui chơi, 1 phòng thư viện với tổng mức đầu tư là 10 tỷ đồng. Tại buổi lễ khánh thành thì chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu cũng đã tặng 5 bộ máy vi tính, 1 máy chiếu và 5.000 đầu sách cho trường tiểu học Trường Sa. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu. Đại diện Ủy ban Nhân dân các tỉnh Vĩnh Phúc, Khánh Hòa và các trường đại học cao đẳng đã trao tặng học bổng, tặng quà giáo viên và học sinh trường tiểu học Trường Sa. Nhân dịp này, 2 tập thể và 2 cá nhân vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho chương trình Vì học sinh Trường Sa thân yêu.